Ghế vật lý trị liệu i9 của Lujaco với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L-track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như là làm nail hay làm tóc. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng, lưu được sở thích massage của từng người trong gia đình. Ghế Top Medical Massage Lujaco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Vâng, kính mời anh Chủ tịch Ủy ban đấu tranh chống cộng sản và tay sai Phan Kỳ Nhật. Chúng tôi trân trọng kính chào toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Trời thì lúc mưa, lúc ngưng, lúc mưa, thành ra chúng ta ngày hôm nay không có nói nhiều. Mặc dù nó có nhiều cái đề tài phải nói lắm. Thứ nhất là vấn đề bầu cử của cộng đồng. Rồi thứ hai, cái chuyện mà chúng tôi xin nhắc nhở và mời gọi toàn thể đồng hương là chỉ còn 3 tuần lễ nữa là tới cái ngày gây quỹ của đền thờ Đức Thánh Trần, là ngày 23 Tây tháng 3 sắp tới này, lúc 10 giờ tại nhà hàng Golden Sea ở đường Pháp Phượng và góc Pháp Phượng và Capella. Rồi xin mời toàn thể quý vị tiếp tay với chúng tôi vận động để chúng ta tổ chức buổi gây quỹ này. Là vì sao? Vì trong 10 năm qua, từ ngày dựng tượng ngài đến ngày hôm nay là gần tròn 10 năm. Cuộc gây quỹ này là cuộc gây quỹ đầu tiên. Vì ở cái thế mà chẳng đặng đừng chúng tôi phải gây quỹ. Tháng 9 này là coi như đã hết hạn hợp đồng thuê mướn cái vị trí mà thành lập cái đền thờ từ 10 năm qua. Do đó chúng ta sẽ, sau đó chúng ta sẽ dời về cái địa điểm mới. Và địa điểm mới này thì chúng tôi nhân đây thì cũng rất cảm ơn Tommy Mai Financial đã cho không để mà lập cái đền thờ. Nhưng mà đây chỉ là giai đoạn thôi. Cái điều cần phải làm là làm thế nào có một cái đền thờ trong vĩnh viễn trong tương lai. Đó là việc là chúng ta phải làm trong những ngày tháng sắp tới. Và hôm nay nhân cái buổi chào cờ này, chúng tôi xin nhắc nhở lời quý vị thôi. Vì thời gian lúc mưa, lúc không mưa, thành ra chúng ta không thể ở đứng đây lâu được. Do đó ngày hôm nay tất cả những vị có mặt ở đây đáng lý là có lên phát biểu, nhưng mà chúng tôi không để quý vị đứng dưới mưa được. Do đó tới đây chúng tôi xin chấm dứt để mà mời quý vị vào trong uống cà phê và chúng ta hàn huyên nhau trong tại cái hành lang của trước đền thờ. Hôm nay một lần nữa chúng tôi xin nhắc nhở cái ngày gây quỹ của đền thờ Đức Thánh Trần là 23 tháng 3 năm 2024. Một lần nữa trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân vì những cái lời tâm huyết của ông về cái nhắc nhở là quý vị cái vụ gây quỹ. Việc này là của Hội đồng Quản trị Đền Đức Thánh Trần. Nhưng việc của một người điều hợp với cái tinh thần của một người lính, của một người dân Việt Nam chống cộng sản, thì chúng tôi mong rằng trước khi tan hàng chúng ta phải không nắm cái thân thần đấu tranh ta bằng một loạt khẩu hiệu. Trước khi quý vị vào nghỉ, Đâu quyết có mấy đứa chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị quá bộ vào trong đền Đức Thánh Trần để dùng ly cà phê nóng và tàn nguyên tâm sự với nhau. Chân thành đa tạ quý vị. Chào cờ trên đường Môn Sa hết sức là đặc biệt. Trời mưa tưởng là các cụ sẽ ở nhà thay vì ra ngoài đây trời mưa, nhưng rõ ràng là tinh thần rất là cao. Ngay trời mưa giữa Môn Sa vẫn có mặt và làm trọn vẹn thủ tục chào cờ của sáng hôm nay. Đây là đường Bonsa vào
thời điểm trời mưa. Tiếng nhạc hòa với lại tiếng xe của sở cứu hỏa. Và xe cứu thương. Chúng ta vẫn duy trì cái việc chào cờ dưới mưa. Do đó ngày hôm nay từ trong vấn đề phát biểu có nhiều vị tới dự tham dự, đáng lẽ có những lời phát biểu của quý vị này, nhưng mà rất tiếc vì trời mưa chúng tôi không thể để đứng ngoài trời để phát biểu. Hôm nay vô đây thì vô hành lang này, chúng tôi xin kêu thông báo với cùng đồng hương là hôm nay là hai tay rồi. Chỉ còn 3 tuần lễ nữa là tới ngày gây quỹ của đền thờ Đức Thánh Trần. Phải nói đây là cuộc gây quỹ đầu tiên trong 10 năm qua. Vì sao mà chúng tôi phải gây quỹ? Thưa đồng hương, thời đền thờ Đức Thánh Trần hiện tại, thời chúng tôi ký hợp đồng để làm việc, để làm đền thờ của Ngài đã 10 năm qua rồi, và tháng 9 này là hết hạn. Do đó chúng tôi phải dời đến một địa điểm khác. Mà địa điểm đó thì chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ của Tommy Mai Financial, là một người đã cống hiến cái vị trí để chúng tôi làm đền thờ trong giai đoạn. Vì thật sự mà nói thì đền thờ phải có tính cách vĩnh viễn. Do đó trong cái kế hoạch và trong sự vận động trong tương lai thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái đền thờ một có tính cách vĩnh viễn cho thế hệ nối tiếp mai sau. Do đó ngày 23 tây tháng 3 này chúng tôi có một cuộc gây quỹ lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Golden Sea ở đường gốc đường Rốc Hợp và Catella. Xin mời gọi đồng hương hãy đến tiếp tay với chúng tôi trong vấn đề này. Thật sự chúng tôi đã cùng đồng hương đã chịu đựng cái chuyện mà chi phí trong 10 năm qua để có cái đền thờ trong 10 năm qua là một việc hết sức cam go. Nhưng mà nhờ sự đóng góp của toàn thể đồng hương mà chúng tôi duy trì kéo được tới ngày hôm nay. Và tháng 9 này là hết hợp đồng và chúng tôi sẽ đi tới địa điểm mới. Nhưng mà địa điểm mới thì rất may mắn cho chúng tôi là được sự hỗ trợ của ông Tommy Mai Financial. Do đó cái chi phí nó không có nặng nề như ở đây. Và gần nói một cách công khai là gần như không có chi phí. Do đó tất cả những gì mà chúng tôi gây quỹ để vận động là cái kế hoạch trong tương lai, là một là chúng tôi có thể mua một cái nhà, rồi từ đó chúng ta lần lần cải tạo, cải tiến lần lần theo cái mô hình của đền thờ, và lần lần chúng ta trả hàng tháng bê minh cho nhà băng, rồi chúng ta sẽ có một cái đền thờ vĩnh viễn trong tương lai. Thưa đồng hương, một lần nữa để chấm dứt, chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương tiếp tay với chúng tôi trong cuộc gây quỹ ngày 23 tây tháng 3 này. Đó là việc mà chúng ta phải làm. Tôi nghĩ rằng đối với thế hệ quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa hiện tại rồi sẽ đi qua theo thời gian. Do đó để lại cho thế hệ mai sau cái di tích của một vị anh hùng lịch sử của Việt Nam chúng ta, đó là điều cần thiết mà chúng ta phải làm trong tương lai. Thưa đồng hương. Thưa quý đồng hương, tôi là Michael Võ, nguyên là thị trưởng thành phố Fountain Valley, hiện là ứng cử giám sát viên quận Cam tháng 3 2024. Trong năm mới này, cư dân quận Cam sẽ phải lựa chọn một vị dân cử mới vào chức vụ giám sát viên. Chúng ta cần một gương mặt mới, một người sẽ mang đến những ý tưởng mới cùng với tinh thần phục vụ quần chúng. Một vị dân cử mới không tai tiếng, không bè phái, không tham nhũng để tạo nên một xã hội lành mạnh, minh bạch và chính trực. Thưa quý đồng hương, cộng đồng Việt Nam có thể mất ghế thượng nghị sĩ trong lần bầu cử giám sát viên này và sẽ phải tốn hơn 2 triệu đô la tiền thuế của dân để tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt khi mất đi ghế thượng nghị sĩ tiểu bang. Xin cùng tôi tham gia hành trình giúp cho 15.000 gia đình ở quận Cam thuê được nhà ở giá rẻ bằng cách vận động và bỏ phiếu cho Michael Võ vào chức vụ giám sát viên tháng 3 2024. Trong cái buổi tiệc ngày 23 tây tháng 3 sắp tới này thì nó có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là vừa vận động tài chính để cho kế hoạch tương lai,
vừa là kỷ niệm 10 năm chúng ta thành lập dựng tượng Ngài ở trên đại lộ Bôn Sa này. Đó là hai mục tiêu nó rõ ràng. Và nói một cụ thể là chuyện vận động trong tương lai thì nó còn nhiều và còn cần sự tiếp tay của toàn thể đồng hương trong tương lai. Vâng, thì hiện giờ thì giới mà những người mà gọi là tài thiệt á, hay là ngay cả các giới dân cử thì đã lên tiếng ủng hộ ông như thế nào trong cái lĩnh vực này, thưa ông? Thật sự là chúng tôi cũng đã đi các chùa và các nhà thờ để mà kêu gọi sự tiếp tay vận động. Và các vị dân cử chúng tôi cũng lên tiếng, nhưng mà chưa thấy vị nào là lên tiếng hỗ trợ như thế nào, chưa biết vì thời gian còn tới 3 tuần lễ nữa. Do đó thì chúng tôi cũng chờ đợi và hy vọng. Đây là trách nhiệm chung, không riêng gì của Trận Đạo Foundation, mà trách nhiệm của toàn dân, hay nói cách cụ thể là trách nhiệm của những người tị nạn Cộng sản của chúng ta cần phải thành lập cái đền thờ của Ngài trong tương lai một cách vĩnh viễn. Thưa ông, cái đền thờ này nằm ở trong thành phố Westminster cũng như đồng thời là nằm ở trong quận Cam. Thế thì ông có thể cho biết rằng là trong cái những người mà hiện nay đang tranh cử trong quận Cam đó là người nào, là người có vẻ là ủng hộ cái vấn đề này, cũng như là ngược lại thì tổ chức đền thờ sẽ ủng hộ ai trong cái cuộc tranh cử lần này? Ở bên kia đường chúng ta thấy có những cái cuộc vận động tranh cử ngay bên kia đường mà thôi. Thế thì đối với lại đền thờ thì sẽ ủng hộ ai trong cái vai trò giám sát viên kỳ này ạ? Thì nói thẳng một cách cụ thể, nhưng mà ngày hôm nay thì mình không đặt nặng vấn đề này, là vì về sự thật mà nói thì tất cả những người ứng cử ra kỳ này đều là thân hữu của đền thờ trong quá khứ. Thành ra do đó trặng nặng nhẹ đối với một dân cử nào thì để dành cho cử tri. Đối với đền thờ là tất cả mọi người chúng tôi coi như nhau, vì họ là những người thân hữu trước đây. Do đó cái chuyện mà vận động cho ai thì xin nhường lại cho đồng hương cử tri ở cái vùng địa phương liên hệ. Thành ra cái câu trả lời của tôi là đền thờ Đức Thánh Trần là một cách trung dung, không hỗ trợ nặng nhẹ đối với một người nào. Thành ra đây là việc mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà đối với vai trò của Liên Ủy ban, tôi tách rời giữa Liên Ủy ban và đền thờ ra. Đối với vai trò của Liên Ủy ban thì chúng tôi luôn luôn giữ lằn ranh quốc cộng. Những thành phần nào mà có khuynh hướng bao che tiếp tay với Việt Cộng thì chúng tôi không hỗ trợ. Đó là điều quan niệm của Liên Ủy ban. Cái việc gây quỹ sẽ dự kiến là khoảng bao nhiêu tiền để có thể hoàn thành cái việc mà xây dựng đền thờ một cách gọi là vĩnh viễn như ông vừa mới trình bày ạ? Thì phải nói là tới giờ phút này mình cũng chưa nắm được cái con số là mình sẽ có một cái ngân khoản là bao nhiêu mới làm được cái chuyện này. Nhưng mà mình bắt đầu từ con số 0 mình đi lên. Thành ra cái chuyện gây quỹ thì mình cũng chưa xác định được là được sự yểm trợ ở mức độ nào. Do đó là trong tương lai mới nói được chuyện này. Và cái chuyện mà kiếm một cái nhà cũng chưa tìm được cái nhà thích hợp. Nhà thì rất nhiều nhưng mà có những địa điểm không thích hợp, chúng ta không thể là lập đền thờ ở đó được. Do đó đây cũng phải chờ thời gian và chờ cơ hội thuận tiện mà chúng ta làm thôi. Có thể cái người mà gọi là muốn ủng hộ cho đền thờ sẽ có nhiều người không phải ở đây mà nhiều nơi khác nữa. Thế thì cái việc mà người ta muốn liên lạc để mà ủng hộ cho cái việc gây quỹ này thì phải liên lạc tới đâu và như thế nào ạ? Thì sự thật là cái địa chỉ cái đền thờ hiện tại là nó nằm ở đường Bôn Sa này, số là 9078 Bôn Sa Avenue và CA92683. Rồi nó rõ ràng nếu mà ở xa các tiểu bang khác yểm trợ thì xin gửi về Trận Đạo Foundation, số 709078 Bôn Sa Avenue. Thì chúng tôi sẽ nhận được bằng chi phiếu hay là một hình thức nào khác nữa được. Thưa ông, này những cái loại vé, cái giá cả nó như thế nào, và khi mà mua vé thì tiếp xúc với ai, số điện thoại nào hoặc là đến đâu thưa ông? Và những cái hình thức mà gọi là sponsor trong cái vụ này đó thì có thể chia ra được bao nhiêu mức và cái mức cao nhất là như thế nào thưa ông? Thật sự thì nói thì chúng tôi có hai loại vé bình thường là 60 đồng. Còn loại vé VIP thì từ 100 đồng trở lên, tùy hỷ cái sự hảo tâm đóng góp của đồng hương mà thôi. Thành ra chúng tôi không có định mức, thí dụ như 100, 200 hay là hơn nữa thì đó tùy cái sự đóng góp của đồng hương.
Do đó nó có hai mức độ từ 60 đồng là vé thường và từ 100 đồng trở lên là vé cho VIP. Yeah. Vâng, thưa ông, thì cái việc mà quyên góp tiền thì nhiều người họ mua đó, thì có thể là nhiều khi họ thành phần đảng phái chính trị khác nhau, các thứ, các cái xu thế, thì bây giờ mình có cái chỗ nào giới hạn hay là loại trừ không? Ví dụ những người thân cộng hay là các cái công ty làm ăn đi về Việt Nam thường xuyên các thứ, thì mình có như thế nào thưa ông? Bởi vì nãy tôi nói là tách rời cái liên ủy ban ra lại với cái đền thờ Đức Thánh Trần. Đền thờ Đức Thánh Trần là của chung của dân tộc Việt Nam. Nói một cách cụ thể, những người Việt Nam đi du lịch sang đây mà muốn tham dự đóng góp thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh, chúng tôi không có thắc mắc gì. Vì đền thờ Đức Thánh Trần là của dân tộc Việt Nam, thành ra chuyện đó không có giới hạn. Mà chúng tôi chỉ bởi vì chúng tôi đã lên tiếng là chúng tôi tách rời liên ủy ban ra như cái hội đồng quản trị của đền thờ Đức Thánh Trần. Vậy thì những cái nguồn tiền ở bên Việt Nam của những người mà có lòng thì cũng không có vấn đề gì cả, thưa ông? Không có cái vấn đề gì. Đối với những người ở Việt Nam mà có tấm lòng với ngài thì mình rất hoan nghênh. Rất hoan nghênh. Chuyện đó là nó rõ ràng nó như vậy. Vì chúng tôi tách rời cái liên ủy ban ra. Đương nhiên liên ủy ban thì có ranh giới, rằng ranh quốc cộng cách rõ ràng. Nhưng mà đối với Đức Thánh Thần là vị anh hùng dân tộc chung của dân tộc Việt Nam, thành ra nó có không có cái ranh giới một cách rõ ràng như liên ủy ban. Và ngay cả những người giàu có mà đóng góp trong cộng đồng rất là nhiều, như là ông cả, kể cả ông Đa Bích Dương mà ông có từng chỉ trích, thì ông, và nếu có phát tâm thì ông vẫn quan ngơ đó, thưa ông? Thời điểm này là chúng tôi cũng phải suy nghĩ lại, vì mặc dầu là nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, khi mà một cái đương sự nào đó có sự liên quan nào với chế độ cộng sản thì chúng ta cũng phải suy nghĩ vấn đề này trước khi chúng ta nhận tiền gì. Là vì chúng ta nhận tiền, thiết nhiên chúng ta phải chịu cái điều kiện này, điều kiện nọ đối với cái người đóng góp. Do đó chúng ta vẫn phải có những điều lệ đặc biệt. Vâng, thưa ông, thì cái định mức, cái mục tiêu của mình là sau cái lần mà quyên tiền này thì cái lần tới sẽ là như thế nào không? Thì chưa biết. Tùy theo tình hình của sinh hoạt của cộng đồng mà chúng ta tiếp tục. Nhưng mà chắc chắn sẽ có những cuộc gây quỹ kế tiếp. Và ngoại trừ những cái cuộc mà gây quỹ bằng dạ, tiệc ra, thì ông có dự định là tổ chức những hình thức khác, ví dụ như đại nhạc hội hay là tổ chức ngoài trời gì đó, thưa ông? Sự thật là nếu mà chúng ta gây quỹ thật sự là tổ chức trong nhà hàng thì nó cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi làm để rút kinh nghiệm. Mà những cuộc gây quỹ ngoài trời bằng những buổi ca nhạc này kia thì chúng ta mới được sự đóng góp đồng bộ và nó sẽ nhiều hơn. Rồi đó là những cái suy nghĩ và việc làm trong tương lai. Chắc chắn sẽ có những cuộc gây quỹ ngoài trời một cách công khai và một cách quy mô để mà chúng ta thu được một số tiền lớn để có thể thi hành cái dự án này được. Vâng, rất là cảm ơn ông và xin ông cho một cái lời gọi là nhắn gửi đến cộng đồng ạ. Một lần nữa chúng tôi xin kêu gọi toàn thể đồng hương tiếp tay với chúng tôi để thực hiện, làm sao chúng ta thực hiện được một cái đền thờ một cách chỉnh diện. Và nhân bầu cử này, chúng tôi kêu gọi đồng hương, dù mình nặng nhẹ muốn bầu cho ai, thì không cần thiết đối với chúng tôi, mà nên đi bầu, để chúng ta có tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại này. Đó là lời kêu gọi của tôi. Kỳ bầu cử cho chức vụ giám sát viên ngày 5 tháng 3 này rất quan trọng. Chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Năm 2007, bà đắc cử giám sát viên với chỉ 3 lá phiếu. Tuy nhiên, năm 2018, chúng ta đã mất đi tiếng nói tại Thượng viện với 3.000 lá phiếu. Nếu chúng ta không giành chiến thắng lần này, những thành quả hơn 49 năm vừa qua như đạo luật tưởng nhớ tháng Tư Đen, ngày vinh danh áo dài Việt Nam, chương trình giảng dạy SB 895, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội chợ y tế miễn phí sẽ bị quên lãng. Vì vậy, chúng ta phải đi bầu thật đông, tuyệt đối không chia phiếu để giữ tiếng nói của người Việt tại hội đồng giám sát, nhằm tiếp tục những công việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và tham nhũng, đem quyền lợi về cho cộng đồng cũng như tương lai của con em chúng ta. Xin dồn phiếu cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên địa hạt 1, cột số 4.